Tổng hợp 3.000 cây thuốc đông y, tập 101, 1, Nho, Nho, tên khoa học viết tích Vinifer L, thuộc họ Nho, Vita C. Mô tả, dây leo bằng cành có tu cuốn. Vỏ lúc đầu màu lục, rồi màu cho khi hóa bầu bông ra, thành giải mỏng. Lá mọc so le thành hai dãy có hai lá kèm sớm rụng, phiến lá chia 5 đến bảy thùy, khí răng không đều ở mét, cúng lá dài. Tu cuốn đối diện với lá, rẽ đôi một hai lần, ở chỗ rẽ có một lá giảm. Hoa mọc thành chùm sim hai ngã, hoa đầu, tạp tính khác gốc, màu xanh xanh. Quả mọng hình trứng lúc tươi, vàng vàng đỏ hay đen, chứa bốn hạt hình quả lê, có vỏ trắng như xương. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba vitidis vinifer, thường có tên là bồ đào. Nơi sống và thu hái, cây nhập nội, được trồng chủ yếu làm cảnh, làm dạng lấy bóng mát. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, Phú Yên. Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, ta nhập trồng nhiều giống của Pháp, Hoa Kỳ, Úc, để lấy quả ngọt làm rượu chát. Trồng bằng hâm, lấy ở cành già một năm tuổi, làm đất sâu, bón phân đủ và giữ đất ẩm. Cắt tỉ cành và chăm bón để nuôi quả. Thành phần hóa học, quả nho chứa 0,2% protein, 0,1% chất béo, 0,1% glucid, 0,2% tro trong 100ml dịch quả có 0,05 mgas. Trong quả chín có axit oxalic, axit malic, axit tartaric và axit racemic, còn một lượng nhỏ vitamin B1 và B2. Hạt chứa 2% dầu nửa khô. Lá của thứ ho đỏ chứa tanin, levulo sachacho, desto, cholin, inositol, vitamin C, các chất màu, anthocyanin. Tính vị, tác dụng, quả nho có vị ngọt, chua, tính bình, có tác dụng bổ khí huyết, cường gân cốt, lợi tiểu tiện, nhuận tràng, lợi tiêu hóa. Rễ nho có vị ngọt. Chát, tính bình, có tác dụng khư phong thấp, nối gân, lợi niệu. Dây lá nho có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng giải độc, lợi niệu. Lá của loại nho đỏ có tác dụng bổ thần kinh và mạch máu, điều hòa huyết, làm săn da, lợi tiểu và làm mát. Công dụng, nho khô được dùng ở Trung Quốc trị, thận hư đau lưng, choáng đầu, viêm dạ dày mạng tính, hư nhiệt phiền khác, thai động không yên. Nho tươi trị, đái buốt, đái dắt, đái ra máu. Dịch quả tươi chát, được dùng ở Ấn Độ trị bệnh đau cổ họng. Ở châu Âu, người ta dùng chữa bệnh đau tim thận, chứng béo phì và táo bón. Rễ nho trị, viêm khớp đau nhức xương, đau nhức gân cốt khớp xương. Rễ và cạnh bên dùng làm thuốc cầm nôn, an thai. Ở Ấn Độ, lá dùng làm thuốc ỉa chảy. Như các cành non dùng làm thuốc trị các bệnh ngoài da. Ở Âu Châu, lá của loại nho đỏ dùng chữa rối loạn tuần hoàn, rối loạn mãn kinh, chứng mũi đỏ, giãn tĩnh mạch, trĩ, thống kinh, ỉa chảy và giảm niệu. Đơn thuốc, một chữa đau lưng, mỏi gối, thủng đầy, nôn quẹ, buồn nôn hay thai động trồi lên, dùng lá. Dây, rễ nho 20-40 gram, sắc uống, 2. Chữa động thai hay nôn ngán quả nho 40 gram ăn hay sắc uống, ba đái buốt, đái dắt, đái ra máu, nho tươi, ngó sen, sinh địa hoàng lượng vừa đủ, mật ong 150 gram. Trước hết lấy 3 vị thuốc giả nát từng thứ, vắt lấy nước lấy đủ 1000ml, pha mật ong vào trộn đều, sắc như, mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần 100ml, trước bữa ăn nửa giờ, chiêu thuốc với nước ấm. Ghi chú, ở nước ta cũng có trồng một loài khác là la labutra L, với lá có 3 thùy, có lông trắng ở mặt dưới, có quả tròn tròn, màu lục hay vàng vàng, có hạt hay không. Cũng có công dụng như nho. Hai, nho dại, nho dại, nho công queo, tên khoa học viết tiết Flesusa thun, thuộc họ nho, Vita C. Mô tả, cây leo trường, ít lông, tù cuốn trẻ hai. Lá hình trái xoan tam giác, dài 6cm, có lông ở gân mặt dưới, gần gốc 5. Chùm hoa đối diện với lá, đài hình đĩa, cánh hoa 4, dính thành chóp, bốn nhị có bao phấn tròn. Quả tròn to 6 đến 7 mm, hột 3 đến 4. Mùa hoa tháng 5 đến tháng 6. Bộ phận dùng: rễ, lá, Radix Eupolium vitidis Fellesoua. Nơi sống và thu hái, loài phân bố ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, cũng gặp mọc hoang ở một số nơi thuộc Nam Bộ Việt Nam. Thu hái rễ vào mùa thu, rửa sạch, dùng tươi hay phơi khô. Lá thường dùng tươi Tính vị, tác dụng, để có vị ngọt, tính bình, có tác dụng trừ phong thấp, lợi tiểu, chống viêm, giúp tiêu hóa. Lá có vị chua, tính bình, có tác dụng cầm máu, tiêu sưng, chống viêm. Công dụng, quả có thể dùng ăn và chế rượu để được dùng trị phong thấp, khớp xương đau nhức, viêm gan vàng da, tiêu hóa kém, cụm nhọt, viêm vú. Lá dùng trị ho ra máu, eczema. Liều dùng 15 đến 30g dạng thuốc sắc dùng ngoài lấy dịch lá bôi vết thương hoặc đun sôi lá lấy nước rửa, đơn thuốc, một đau thấp khớp, rễ nho dại 15 đến 30 g sắc uống với rượu. Đồng thời giả rễ tươi đắp vào chỗ đau. 2. Viêm gan vàng da, rễ nho dại, nhân trần Trung Quốc, Atemsia capillaris, cà tàu, Solanum liratum, mỗi vị 15 g, sắc uống, 3. Eczema, lá nho dại tươi, giả ra chiếc dịch và chấm vào những chỗ đau hoặc đun sôi lấy nước, thêm tí phèn và muối để rửa ngoài. 3. Nho đất, nho đất, nho dại quả nhỏ, tên khoa học viết tít Balancen Plan, thuộc họ nho, Vita C. Mô tả, dây leo cao 3 đến 4 mét, cành mảnh, màu hơi lam, tu cuốn mảnh, trẻ hai, hình sợi. Lá đơn, mỏng, hình trái xoan, tim, nhọn dần ở chóp, nhẵn hay có lông quăng một ít ở cả hai mặt, mép có nhiều răng nằm thưa, cuốn mảnh, lá kèm hình trái xoan, rụng sớm. Chùy hoa đối diện với lá. Có hoặc không có tu cuốn ở gốc, nụ hoa nhỏ, hoa tạp tính, mẫu năm. Quả mộng hình cầu to 6 đến 8 mm, màu lam hơi đen khi chín, hạt 3 đến 4, hình quả lê, màu nâu. Hoa tháng 2 đến tháng 8, quả tháng 4 đến tháng 10. Bộ phận dùng: cành, lá, Ramulus efolium vitidis balansen. Nơi sống và thu hái: loài của Nam Trung Quốc và Việt Nam. Cây mọc ở rừng thưa, dọc suối và bờ bụi ở vùng đồng bằng và trung du các tỉnh Hải Hưng. Hà Bắc, Hòa Bình, Ninh Bình cho tới Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Công dụng, quả ăn được, hơi chua. Ở Trung Quốc, người ta dùng cành, lá thuốc làm thuốc trừ thấp, tiêu thủng, lợi tiểu. Dân gian dùng cả dây sao vàng sắc đặt uống chữa đau nhức có quắp do thấp nên còn gọi là đơn co. 4. Nho lông, nho lông, nho tía, nho nằm gốc, tên khoa học viết tích quyên quan rét. V. Pentagona dielegin, thuộc họ nho, vita C. Mô tả, cây nhở leo, cành đo đỏ, phủ lông nhện, tựa bông, dễ rụng nhiều hay ít, tu cuốn đối diện với lá, rẻ đôi. Lá đơn, xoan, thường có năm gốc, cục hay hơi hình tim ở gốc, lúc đầu như mạng nhện rồi sậm ở trên có lông len nhiều và có màu kem hay màu quế ở dưới dài 7 đến 15 cm, rộng 7 đến 11 cm, có ba thùy, rõ hay không, có răng rất ngắn. Hoa thành chùm đối diện với lá, dài 7 đến 8 cm, rộng 3 đến 5 cm, có lông nhện. Quả chín màu đen đen, nạt, đường kính 1 cm. Hạt 2 đến 4, xoan ngược, dẹp. Ra hoa tháng 5 đến tháng 6, có quả tháng 10 đến tháng 11. Bộ phận dùng, rễ, vỏ rễ radic e cortex radici vtd Quang. nơi sống và thu hái loài của việt nam campuchia còn phân bố ở trung quốc nhiều tỉnh phía nam ở nước ta cây mọc hoang trên đá vùng núi ở lạng sơn ninh bình thu hái vỏ rễ quanh năm rửa sạch phơi khô dùng tính vị tác dụng vị hơi đắng chua tính bình có tác dụng điều kinh hoạt huyết bổ hư chỉ đới công dụng quả mọng, có vị chua, ăn được, có thể làm rượu vang chua và chế giấm tốt. Ở Campuchia, rễ được dùng để ăn trầu và dùng chữa viêm phế quản. Cũng là thuốc lợi tiểu và dùng phối hợp với rễ dứa, thơm, hãm hay sắc uống chữa bệnh lậu. Ở Thiểm Tây, Trung Quốc, vỏ rễ được dùng trị kinh nguyệt không đều và bạch đới. Liều dùng 8 đến 12 g, dạng thuốc sắc. 5. Nho núi, nho núi, tên khoa học Ampelopit Berevipun, Masin thuộc họ nho, vita C. Mô tả, dây leo, cành không lông. Lá có phiến hình tim, dài 6 đến 12 cm, đến 20 cm, thường có hai thùy nhỏ, không lông, mặt trên màu lục mờ, mặt dưới nhạt màu và bóng, gân từ gốc 5, gân phụ 3 đến 4 cặp, mép có răng to. Chùm mang sim lưỡng phân hay tam phân đối diện với lá, ở nhánh non, hoa màu vàng lục. Thơm. Quả mọng tròn, đường kính 6 đến 8 mm, màu lam đen, hoa quả tháng 2. Bộ phận dùng, quả, rễ, Fructer Etradix Ampelopic, ở Trung Quốc gọi nó là sơn bồ đào. Nơi sống và thu hái, loài của Nam Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Ở nước ta chỉ gặp ở Quảng Ninh và Hà Nội. Thu hái quả và thân vào mùa hạ, mùa thu. Quả phơi khô dùng, rễ thu về rửa sạch, thái nhỏ phơi khô hoặc dùng tươi. Tính vị, tác dụng, vị ngọt, đắng, tính mát, có ít độc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hoặc huyết tán ứ, khư phong trừ thấp. Công dụng, ở Trung Quốc được dùng trị, cước khí thủy thủng, đòn ngã tổn thương, phong thấp đau lưng chân, mụn nhọc lỡ ngứa. Liều dùng 15 đến 30 gram khô, dùng ngoài tùy lượng giả đắp, đơn thuốc, ở Trung Quốc, 1. Đòn ngã đau nhất, ngoại thương ứ máu, rễ nho núi 1 đến 3 gram. nghiền thành bột, hòa với rượu nóng, 2. Phong thấp đau lưng chân, rễ nho núi 15 đến 30 g, sắc nước uống. 3. Cứ khí thủy thủng, rễ nho núi 15 đến 30 g, sắc nước uống. 6. Nho rừng, nho rừng, hồ nho nhện, tên khoa học Ampelisic arachodia plant, thuộc họ nho C. Mô tả: Cây bụi phân cành nhiều, có nhánh to, phủ lông len rậm rồi kết thành búi có len lẫn với những lông màu đo đỏ, hầu như có tuyến ở đỉnh. Tu cuốn bậm có lông len. Lá đơn, hình tim sâu ở gốc, có năm gốc hoặc với năm thùy có răng, có lông tơ nhện và hầu như nhẵn ở mặt trên, có lông len rậm màu tro ở mặt dưới. Năm thùy nông hay cách nhau bởi những eo lõm tù. Cụm hoa dày đặc, có lông len với một tu cuốn ở gốc. Quả lúc đầu xanh, rồi chuyển sang đỏ, rồi màu đen ngà khi chín hoàn toàn. Cây có hoa quả tháng 5 đến tháng 7. Bộ phận dùng, rễ, Radix ampelosi arachodia. Nơi sống và thu hái, loài phân bố ở Campuchia, Việt Nam tới Indonesia. Ở nước ta, nho này thường mọc ở ven rừng vùng đồng bằng cho tới vùng núi cao các tỉnh phía nam đến các đảo Phú Quốc. Côn đảo Tính vị, tác dụng, quả có vị chát và gây ngứa do có những tinh thể hình kim. Công dụng, quả ăn được. Quả chưa chín có vị chua được dùng ở Campuchia thay thế chanh, giấm làm gia vị các món ăn. Rễ được dùng ở Campuchia chế thuốc chữa bệnh hoa liễu. 7. Nhọc, nhọc, đuôi trâu, rang, quần đầu trái tròn, tên khoa học Polyathia seracic, rốc. Ben Ed hút. F. Thuộc họ Na, Anonese. Mô tả, cây gỗ, cao 6 đến 10 mét, có thể cao đến 25 mét. Lá hình mát, gốc hơi tròn, đầu thun dần, mũi tù, có lông mịn ở mặt dưới, mặt trên nhẵn. Hoa ở nách, có lá bắt to ở giữa cuốn, ba lá đài, sáu cánh hoa vàng, nhị nhiều, lá noãn nhiều, có lông, cho ra quả tròn. To bằng hạt đậu, hình tròn hay dạng trứng, có cuốn dài, chứa mỗi cái một hạt bóng. Hoa tháng 3 đến tháng 4, quả tháng 8 đến tháng 10. Bộ phận dùng, rễ, radit poliathia. Nơi sống và thu hái, cây mọc hoang ở rừng các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Thừa Thiên, Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Côn Tung, Đắk Lắc, An Giang. Công dụng chỉ mới được dùng trong phạm vi dân gian. Rễ thường dùng làm giả rễ thăng ma núi vì cũng có màu đen. Dùng nấu uống mát và phối hợp với các vị thuốc khác để trị ban. Sóc cũng rất thích ăn hạt cây này. Tám nhọc đen, nhọc đen, nhọc trừng, rang rừng, tên khoa học Polyathia nemorilic DC thuộc họ Na, Anonese. Mô tả, cây nhở, cao 1 đến 4 m, cành vặn vẹo lúc còn non, có lông sát. Lá mọc so le, hình mát, gốc nhọn, đầu tù, dài 9 đến 18 cm, không lông, gân phụ 9 đến 11 cặp, cuốn dài 5 mm. Hoa nhỏ màu trắng, rộng cỡ 1 cm, ở khoảng giữa hai lá, cuốn ngắn. Quả tròn tròn, đường kính 5 cm, nhẵn. Màu đỏ, chứa một hạt ra hoa tháng 4 đến tháng 7, kết quả tháng 7 đến tháng 12. Bộ phận dùng, rễ, Radix poliathia nemori. Nơi sống và thu hái, loài phân bố ở Trung Quốc, Việt Nam. Cây mọc ở rừng ẩm vùng núi và vùng Trung Du, mọc nhiều ở Lạng Sơn, Bắc Thái, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Tây tới Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thu hái rễ quanh năm, rửa sạch, thái phiến, phơi khô dùng dần. Tính vị, tác dụng, vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, kiện vị, bổ thận cố tinh. Công dụng, ở Trung Quốc, rễ được dùng trị, một Viêm dạ dày mạng tính, tỳ vị suy nhược, ăn uống không tiêu, hai Chân tay yếu mỏi, di tinh. Liều dùng, 20-40 đến gram rễ khô sắc nước uống, thường phối hợp với các vị thuốc khác. Ghi chú, còn một loài khác lá Polyathia simia rumben. E gọi là quần dầu khỉ chỉ mọc ở Đồng Nai, Biên Hòa, có vỏ được sử dụng ở Ấn Độ làm thuốc trị bò cạp đốt. Chín, Nhội, nhội, quả cơm nguội, tên khoa học Bisophia javanica bloom, B. Trifolita, rốc. Hút. F. Thuộc họ thầu dầu, Euphorbiaceae. Mô tả, cây gỗ lớn cao tới 15 đến 20 mét. Lá kép mọc so le, cuốn chung dài, màng ba lá chét hình trứng, gốc và đầu đều nhọn, lá chét giữa lớn hơn hai lá bên, dài 10 đến 15 cm, rộng 5 đến 6 cm, mép lá chét khía răng cưa nông. Cụm hoa hình chùy mọc ở nách lá, dài 6 đến 13 cm. Cúng chung dài 2 đến 3 cm. Hoa đơn tính, màu lục nhạt. Quả thịt hình cầu, màu nâu, đường kính 12 đến 15 mm, mọc thành chùm thỏng xuống. Ra hoa tháng 2 đến tháng 3, quả tháng 6 đến tháng 8. Bộ phận dùng: rễ, vỏ thân lá radix, có tên folium bischofia javanica. Nơi sống và thu hái, loài phân bố từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Nhật Bản tới Australia. Thường mọc hoang ở rừng thưa. Ẩm, ven suối có nhiều ánh sáng. Cũng được trồng làm cây bóng mát. Thu hái lá và ngọn non quanh năm, dùng tươi hoặc hái lá vào tháng 4 đến năm đêm phơi hay sấy khô. Thành phần hóa học, lá chứa vitamin C và tanin. Vỏ thân chứa tanin. Hạt chứa một chất dầu khô. Trong 100 g lá non có, nước 76,9 g, protein 4,1 g, glucid 13 g, sơ 3,9 g, tro 2,1 g, caroten 2,6 mg, vitamin 30 mg. Tính vị, tác dụng, vị hơi cay, chát, tính mát, có tác dụng hành khí hoạt huyết, tiêu thủng, giải độc. Công dụng quả nhồi ăn được. Ngọn, lá non, thái nhỏ, rửa kỹ, vò qua xào hoặc nấu canh ăn. Lá non cũng dùng để ăn gỏi cá. Lá và ngọn non dùng chữa, một ỉa chảy, hai phụ nữ khí hư, bạch đới, viêm âm đạo, lỡ ngứa do trùng roi, ba mụn nhọt, lỡ ngứa. Còn dùng chữa răng lợi sưng đau. Đau họng. Ở Ấn Độ, người ta dùng dịch lá cây làm thuốc trị loét. Ở Trung Quốc, Người ta dùng vỏ thân và rễ trị phong thấp đau xương, dùng lá để trị ung thư đường tiêu hóa, ung thư dạ dày, viêm gan truyền nhiễm, trẻ em cam tích, viêm phổi, viêm hầu họng và dùng ngoài trị mụn nhọt, lỡ ngứa. Đơn thuốc: Một chỉ chảy, dùng 20 đến 40g lá khô hay 40 đến 60g lá tươi sắc đặc uống. Hai: Khí hư, viêm âm đạo, lá nhội 50 đến 80g, sắc đặc uống và nấu nước thêm tí phèn để ngâm rửa có thể nấu cao để bôi. 3. Dị ứng phát ngứa như ghẻ rùi do tắm nước ao tù, dùng lá nhội 2 phần, nghệ trăm một phần, nấu nước tắm khi nước còn nóng và dùng bả sát. 10. Nhót, nhót, lót, tên khoa học Ilagan Latifolia L, thuộc họ nhót, Eligan. Mô tả, cây nhở, cành dài và mềm, có khi có gai. Lá hình bầu dục, mọc so le, mặt trên màu lục bóng, có lắm chấm như hạt bụi, mặt dưới trắng bạc, bóng, có nhiều lông mịn quả hình bầu dục, màu đỏ, ngoài mặt có nhiều lông trắng hình sao, phía trong có một hạt cứng. Thực ra quả thật của cây nhót là một quả khô đựng trong một cái hạt. Cúng có tám cạnh lội dọc sinh bởi sự phát triển của đế hoa cùng với lớp thịt đỏ bên ngoài. Còn khi ta ăn quả nhót là ăn phần mọng nước của đế hoa. Bộ phận dùng, quả, lá, rễ, hoa, frut cơ, folium, radix et iliagi, latifolia. Nơi sống và thu hái loài được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Bắc nước ta lấy quả để ăn và nấu canh dấm. Quả thu hái khi chín, lá và rễ thu hái quanh năm. Rửa sạch, thái ngắn, dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, nước 92%, protein 1,25%, axit hữu cơ 2%, glucid 2,1%, cellulo 2,3%, calcium 27mg, phosphor 30mg, sắt 0,2mg trong quả nhót có nhiều axit hữu cơ lá nhót chứa tanin saponiti polyphenol ở vỏ của loài e angutifila l người ta đã chiết được alkalo elegin và những ancalo có dầu nhớt cây chứa những vết tinh dầu tính vị tác dụng vị chua chát tính bình có tác dụng ngừng hen suyễn và cầm ỉa chảy công dụng thường dùng chữa một ỉa chảy lị mạng tính hai hen suyễn khạc ra máu ở Ấn Độ, người ta dùng hoa xem như bổ tim và làm săn da, còn quả dùng làm thuốc săn da. Đơn thuốc: 1 chữa ỉ chảy và đi lị mạng tính, quả nhóc 5 đến 7 quả, sắc uống hoặc dùng rễ nhóc 40g với rễ cây mơ 20g, sắc uống. 2 chữa hen suyễn hay khạc ra máu, dùng lá nhóc khô 30g, lá bồng bồng lau sạch lông 5 lá, thái nhỏ, sắc uống. 3 chữa thổ huyết và đau bụng khó nuốt, dùng rễ cây nhóc 30g, sắc uống bốn Chữa mụn nhọt, dùng rễ nhóc nấu nước tắm. Ghi chú, ở Trung Quốc. Nhật Bản, người ta thường dùng loại y la gần phun dần thun với tên hồ đồi tử. Lá của nó vị chua, tính bình, có tác dụng chỉ khái bình suyễn. Thường dùng chữa, hen suyễn, mụn nhọt, nhọc độc, ngoại thương xuất huyết.